Hello, xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV Hôm nay là ngày 15 tháng 4 và chúng ta chứng kiến sự ra mắt của một môn phái mới tại Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile bên Trung Quốc nha anh em đó chính là môn phái trùng tiêu Đây, môn phái trùng tiêu đây hiện tại ra với hai kiểu hình đó là nữ loli và nam tiêu chuẩn anh em ạ à. Đây chính là nam tiêu chuẩn mình thấy có nhiều anh em bảo rằng môn phái này nó giống với Caffeine nhưng thật chất không giống Caffeine đâu anh em nó sẽ giống còn Tristana ở bên à, tóc chiến nhiều hơn và độ khó BK của môn phái này được đánh giá là 4 sao nha em ơi bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bộ kỹ năng của môn phái này vô cùng bá đạo phải nói là cực kỳ bá đạo anh em ạ à. rồi bây giờ mình sẽ biểu diễn vài đường quyền cho anh em xem nha coi con này nó giống như nào đầu tiên đó là chiêu đánh thường đây đó y chang như Tristana anh em ạ à. tiếp tục đó là chiêu đầu tiên bắn một cái băng chiều thứ hai, đẩy chiều thứ ba, đỏ bùm và chiều cuối chuẩn bị một hai ba nổ bùm lão dậy, đó rồi bây giờ tìm hiểu về bộ kỹ năng của cái con trùng tiêu này nha, hay còn gọi là titana đây là môn phái có bộ kỹ năng rất đặc biệt anh em ạ cực kỳ đặc biệt một môn phái hệ thổ sở hữu tầm đánh xa giống như kiểu một môn phái có khả năng sát thủ anh em sát thương cực kỳ lớn đây là chiêu đánh thường chiêu đánh thường của nó sẽ có tên gọi đó là trùng tiêu sinh pháp đây là chiêu sẽ tấn công tầm xa và nó sẽ có hai dạng đánh hai cái lần đánh đầu sẽ gây sát thương cho kẻ địch trên đường đi và hai cái lần đánh sau sẽ gây sát thương cho mục tiêu kẻ địch xung quanh nghĩa là anh em một cái kỹ năng đánh thường sẽ có bốn thức và hai thức đầu nó sẽ xuyên thấu các mục tiêu nha trên đường thẳng đây xuyên thấu rồi hai thức tiếp theo là nó sẽ trúng mục tiêu và nó nổ lan sang xung quanh mình sẽ đánh lại hai thức đầu nè một hai thức thứ ba đó nổ thức thứ tư cũng nổ anh em ạ đó nó phân biệt hai kiểu đánh như vậy rồi cái kỹ năng này hiệu quả của nó thì cũng giống như những môn phái khác thôi nó sẽ có phạm vi đó là 6 mét à tăng 90% tấn công cơ bản rồi 162 điểm sát thương hệ thổ nha. Ở đây là kỹ năng cấp 20 nha anh em. Cái chiêu thứ hai này nó có tên gọi là dịch lãnh yên hoa, dịch lãnh yên hoa nha anh em. Cái chiêu này nó sẽ có đây đây chính là cái dịch lãnh yên hoa. Nó sẽ tấn công tầm xa bắn 6 phát pháo liên tiếp và bám theo mục tiêu gây nhiều sát thương cho mục tiêu nha anh em. Đó thì cái phạm vi thi triển của cái kỹ năng này là 7 m cách giãn thi triển là 20 giây và hiệu quả kỹ năng này sẽ cho chúng ta là 115% cái tấn công cơ bản 8 à không 207 điểm sát thương hệ thổ đây là cấp 15 nha anh em ơi đó mình bắn lại cho anh em xem có nghe bắn 6 cái phát pháo và nó sẽ bám theo mục tiêu thế này đó, anh em thấy không rồi tiếp theo qua cái kỹ năng thứ ba Kỹ năng thứ ba này sẽ có tên gọi đó là lôi đình vạn quân. Đó, lôi đình vạn quân nha anh em. Đây cũng là một kỹ năng tấn công tầm xa. Gây sát thương cho kẻ địch trên đường thẳng trước mặt. Lưu ý nha. Bắn xuyên thấu sát thương trên đường thẳng trước mặt. Phạm vi là 7m. Cách giảng thi triển là 15 giây. Và kỹ năng này gây sát thương cũng khá cao. Đó chính là 200... À không. À 500... 47% tấn công cơ bản, 984 điểm sát thương hệ thổ anh em ạ. À. Đó, một con số không hề nhỏ. Và đây là kỹ năng thứ ba mình sẽ bắn cho anh em xem là kỹ năng này nha anh em ơi. Đó, cái kỹ năng nằm cuối đây nè. Xuyên thấu mục tiêu đường thẳng phía trước. Đó. Tiếp theo đây là kỹ năng thứ ba, thứ tư. Phải gọi là kỹ năng thứ ba mới đúng anh em ạ. À. Nhưng mà trong cái bảng kỹ năng này nó nằm ở vị trí thứ tư. Rồi, gọi nó là kỹ năng thứ ba nha thì cái chiêu này nó có tên gọi là bình địa lôi bình địa lôi nha anh em địa lôi là anh em hiểu là một cái quả bơm đặt ở dưới đất gì đó bình địa lôi tấn công tầm xa nó sẽ ném miền pháo gây sát thương nổ khi mục tiêu chạm vào và số lần có thể tích lũy sử dụng lên tới 3 lần nha anh em Hiện tại ở cấp 15 là 3 lần Cấp 8 anh em sẽ được hai lần Và cấp 1 đến cấp 7 thì chúng ta chỉ có một lần đặt bơm thôi khoảng cách thi triển là 7 m giãn cách thi triển là 7 giây và hiệu ứng kỹ năng nó sẽ là mỗi một quả mìn nó sẽ gây ra một cái lượng sát thương là 485% tấn công cơ bản cộng 873 điểm sát thương hệ thổ và có 100% tỷ lệ gây chón 2 giây và tích lũy sử dụng của kỹ năng này là 3 lần. Rồi, kỹ năng này gây sát thương rất lớn nha anh em ơi. Đó, mình sẽ đặt cho anh em xem. Đối phương mà không chạm vào cái quả mìn thì một hồi sau nó sẽ tự nổ nha anh em ạ, à. một hồi sau nó sẽ tự nổ. Đó. Còn nếu như đối phương mà chạm phải thì thôi thì nó bị xác định bị nổ giống như kỹ năng đặt bẫy của Đường môn. Tiếp theo mình sẽ qua một cái kỹ năng kế tiếp, đó là cái chiêu trùng tiêu tâm pháp. Thì cái chiêu này nó sẽ hỗ trợ bị động nâng cao khả năng chiến đấu cơ bản, cụ thể như sau anh em ạ. À. Nó sẽ tăng vĩnh viễn là 70% tấn công cơ bản, 60% sinh lực cơ bản và 150 điểm tỷ lệ kháng làm chậm right, Chiêu 3x có tác dụng gì đây? Thông thường chiêu 3x của các môn phái thì rất là ghê gớm Để coi chiêu của cái con trùng tiêu này Nó có tên gọi đó là phá tức uyên ương tấn công tầm xa Nó sẽ ném một quả bơm vào mục tiêu và nó sẽ tự động phát nổ sau 5 giây nha Ủa cái chiêu gì kỳ lạ vậy ta Ném mục tiêu mà đợi 5 giây sau mới phát nổ anh em ạ à. Hoặc là khi mục tiêu này đang dính quả bơm mà di chuyển lại gần đồng đội thì nó sẽ phát nổ nha anh em Đó Cự ly thi triển là 7m, cách giãn thi triển 25 giây và hiệu quả kỹ năng của nó là sẽ gây ra được 803% tấn công cơ bản, cộng 1445 điểm sát thương hệ thổ và nó sẽ có 80% tỷ lệ gây chón 1 giây. Ok, làm lại kỹ năng này cho anh em xem nè. Bum một cái. Rồi, đợi 5 giây sau thì nó sẽ nổ lên. Bum cháu ghê chưa? Đó là cái hiệu quả của cái chiều 3x. Tiếp theo, hiệu quả của cái chiêu này gọi là chiêu 4x, gọi là hỏa thụ ngân hoa. Hỏa thụ ngân hoa nha anh em, đây là một cái chiêu hỗ trợ sử dụng khi mà anh em sử dụng cái chiêu dịch lãnh yên hoa và lôi đình vạn quân á dịch lãnh yên hoa là cái chiêu này nha anh em ơi à, và cái chiêu lôi đình vạn quân là cái chiêu này thì chúng ta sẽ xóa thời gian chờ của bình địa lôi là xóa thời gian chờ của chiêu đặt bơm đó cực kỳ ngon rồi tiếp theo là gì bình địa lôi sẽ bắn ra những chùm pháo nhỏ khi trúng hoặc biến mất và nó sẽ gây thêm một lượng sát thương cho cái địch xung quanh rồi, đọc hiệu quả kỹ năng luôn rồi mình sẽ biểu diễn cho anh em xem nha Là khi chúng ta sử dụng cái dịch lãnh yên hoa và cái lôi đình vạn quân thì anh em sẽ xóa được cái thời gian chờ của cái bình địa lôi này Và bình địa lôi sẽ gây thêm một cái lượng tấn công bằng 280% tấn công cơ bản cộng với 505 sát thương hệ thổ Ok trước khi sử dụng cái này thì mình sẽ đặt hết những cái quả bình địa lôi này đi ha là cái chiêu thứ ba rồi bây giờ mình sử dụng cái chiêu hai nè, hồi lại một cái sử dụng chiêu một hồi thêm cái Nên này thấy không? Đó. Có nghĩa là anh em sử dụng chiêu này và chiêu này thì chúng ta sẽ mỗi lần sử dụng một chiêu nó sẽ hồi một lần của cái chiêu này. Đó, rất là đơn giản như vậy. Anh em thấy cái hiệu quả của cái chiêu này gây sát thương rất lớn mà chúng ta lại được sử dụng liên tục mà anh em lại được tăng sát thương nữa. Trời ơi quá đã anh em ơi. Tuyệt vời, con này mạnh đó. Rồi, tiếp theo đây là kỹ năng 5x nha năm X thì thì nó làm kỹ năng hỗ trợ cho chiêu đánh thường thôi, nó gọi là cao cấp xanh pháp, hỗ trợ bị động tăng sức mạnh của trùng tiêu xanh pháp. Trùng tiêu xanh pháp là cái chiêu này nè anh em ạ, à, cái chiêu số 1 á, chiêu đánh thường á. Đó. Thì à, cụ thể như sau thì nó sẽ tăng cho cái chiêu đánh thường là 30% tấn công cơ bản cộng 54 điểm sát thương hệ thổ nha. Rồi, không có gì đặc biệt qua chiêu 6X anh em ạ, à, chiêu 6X. Có tác dụng gì đây? Nó có tên gọi là yên vân mạng. Yên vân mạng không biết dịch như thế đúng không anh em ạ à? Nó có nhiều nghĩa lắm Rồi chiêu này là chiêu hỗ trợ bị động Khi anh em sử dụng cái chiêu bình địa lôi Nó sẽ tăng bù đắp sát thương cuối cho bản thân của mình Khi sử dụng cái chiêu phá tức viên ương À phá tức viên ương là cái chiêu 3 ít nha anh em ơi Nãy mình quên giới thiệu cái tên của nó nữa à, Khi cái chiêu phá tức viên ương phát nổ Nó sẽ bù đắp sát thương cuối cùng của mục tiêu Và các mục tiêu lân cận đồng thời làm cho mục tiêu mất hiệu quả phục hồi sinh lực nha anh em Cụ thể như thế nào đây Cụ thể là cái hiệu ứng kỹ năng này khi sử dụng bình địa lôi Thì lượng bù đắp sát thương cuối cùng sẽ được tăng lên 8% Đó cho mình đó nha Rồi tối đa anh em cộng dùng được 3 lần Như vậy anh em có thể có được 24% Ghê chưa Cái chiêu phá tức yên ương là cái chiêu 3x Nó sẽ giảm 15% sát thương cuối của mục tiêu đó, và làm cho mục tiêu mất cái hiệu quả hồi phục sinh lực Mình không biết là cái hiệu quả hồi phục sinh lực này nó sẽ mất trong bao lâu Thì chưa biết được nha anh em và cái giãn cách của cái chiêu này bao nhiêu cũng chưa nói Vì đây chỉ là bản test môn phải thôi nên mà chúng ta hãy chờ bản chính thức nó sẽ cụ thể hơn Rồi tiếp tục đến chiêu 7x Chiêu 7x nó sẽ có cái tên gọi đó là tinh chiêu bất diệt à, hay, Tinh chiêu bất diệt nha hỗ trợ bị động khi sinh lực giảm xuống dưới 30% có xác suất nhất định kích hoạt ba cái bình địa lôi và sinh lực được hồi phục thì hiệu quả hồi phục không chịu ảnh hưởng bởi hiệu suất phục hồi nha anh em ơi à, mình thấy cái chiêu này ngoài việc hồi máu ra chả có tác dụng gì nhiều đâu tại vì nó không có hóa giải khống chế được thì anh em cũng sắp mạc chứ không phải giỡn đâu nha anh em ơi nhưng mà nói chung lại thì nó cũng giúp anh em hiệu quả hồi phục sinh lực cũng nhiều đó bây giờ cụ thể chi tiết của kỹ năng này nè nó sẽ có 40 à không 90 phần trăm tỷ lệ kích hoạt nó sẽ hồi được ba cái bình địa lôi cho anh em luôn và nó hồi phục 5 phần trăm sinh lực của bản thân sau mỗi một giây và nó sẽ duy trì 4 giây 4 giây như vậy chúng ta sẽ hồi phục được 20 phần trăm sinh lực tối đa nha anh em ơi rồi anh em lưu ý nha cái hồi phục sinh lực này nó không chịu ảnh hưởng bởi cái hiệu suất phục hồi nha anh em giống như những môn phái khác chúng ta sẽ qua kỹ năng 8x Kỹ năng 8x này có tên gọi là Trần Thế Huyên, đây là một kỹ năng hỗ trợ bị động tăng cường toàn diện khả năng chiến đấu của bản thân. Đó, cụ thể thì nó sẽ giúp cho anh em tăng đó là vĩnh viễn 90% phần trăm tấn công cơ bản phần 26% sinh lực cơ bản, 45% cái kháng tất cả cơ bản anh em ạ. Rồi 21 điểm à không, 20 điểm tốc độ đánh. Rồi 200 điểm tỷ lệ chón và 200 điểm thời gian kháng làm chậm. Rồi không có gì đặc biệt cả, chúng ta hãy cùng xem kỹ năng 9X có gì đặc biệt hay không. Kỹ năng 9X có tên gọi là Sông Đồng Kỳ Long. Sông Đồng Kỳ Long. Hỗ trợ bị động gây thêm sát thương khi sử dụng các đòn đánh thường nha anh em. Đó. Như vậy 9X sẽ hỗ trợ cho những đòn đánh thường của cái con này nó sẽ gây thêm sát thương như vậy giống đúng chuẩn AD luôn đó anh em ạ hiệu quả là sẽ có 40% tỷ lệ kích hoạt mỗi lần bắn pháo sẽ gây thêm 88% uh, à không 102% anh em ạ à. cộng với 184 điểm sát thương hệ thổ và có 30% tỷ lệ gây ra định thân một giây như vậy cái chiêu đánh thường này lợi hại đó bây giờ nó sẽ có 40% tỷ lệ kích hoạt gây thêm sát thương cũng như là nó sẽ làm định thân mục tiêu ồ Đánh thường mạnh ghê đó anh em ơi, giống như là trường ca. này mà trường ca anh em đánh sẽ có tỷ lệ chón, anh em thấy là định thân liên tục nè. Ghê chưa? Và cái chiêu này không có giãn cách kích hoạt nha anh em ơi, nó chỉ có tỷ lệ kích hoạt thôi. Ok, à, như vậy là chúng ta đã xong được à, nguyên cái bộ kỹ năng của cái môn phái trùng tiêu này rồi. À, bây giờ mình sẽ tìm hiểu về các loại bí kíp xem là nó sẽ hỗ trợ như thế nào cho môn phái này nha. Rồi, lấy cái anh bạn này chúng ta ra xem đã. Bí kíp đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em đó chính là cái chiêu này đây, đây là cái chiêu Dịch Lãnh Yên Hoa. Dịch Lãnh Yên Hoa là một cái chiêu này nè anh em ạ, chiêu bắn ra 6 cái phát pháo á. Đây nè, đây là chiêu thứ hai nha. Đó, đây là chiêu này, Dịch Lãnh Yên Hoa thì bí kíp cao của cái chiêu này nó sẽ hỗ trợ như thế nào đây? Nó sẽ cải thiện sức tấn công và cái tỷ lệ cái tỷ lệ bạo kích của anh em ạ. À, cụ thể như sau, nó sẽ tăng cho cái chiêu ảnh yên hoa này 25% tấn công cơ bản. Rồi tăng thêm 25% tỷ lệ bạo kích cuối nha. Rồi tăng thêm 10% tấn công cơ bản nữa. Và... À không, 5% tấn công cơ bản anh em ơi. Và 10% sát thương bạo kích. Đó, 10% sát thương bạo kích duy trì trong 6 giây. Nói chung là nó sẽ phân theo từng cấp bí kíp. Ví dụ như cấp bí kíp sơ của anh em là sẽ tăng thêm cái tấn công cơ bản nè rồi lên cấp bí kíp trung anh em sẽ nhận thêm 25% tỷ lệ bạo kích cuối, rồi cấp bí kíp cao là chúng ta sẽ lại được tăng thêm 10 à không 5% tấn công cơ bản và 10% cái sát thương bạo kích nha anh em ơi, đó là như vậy. nói chung là chiêu này ở bí kíp cao thì nó sẽ giúp anh em tối ưu hóa cái lượng sát thương của mình gây ra rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ qua một cái bí kíp cao của một cái chiêu khác đó gọi là bí kíp cao của chiêu lôi đình vạn quân. Lôi đình vạn quân là cái chiêu này nè nha anh em ơi, cái chiêu số 1 đây nè. Bắn ra một phát pháo theo đường thẳng đó. Thì bí kíp cao của chiêu này nó sẽ hỗ trợ gì đây ta? Lôi đình vạn quân là cái chiêu này đây. Lôi đình vạn quân thì sẽ có tác dụng là tăng hiệu quả hồi phục sinh lực cho bản thân, rồi tăng tấn công và tăng sát thương một kích nha anh em. Cụ thể như sau, nó sẽ chuyển hóa 50% sát thương chuyển thành hồi phục sinh lực và tăng tấn công cơ bản lên 110%. Đó, sát thương bạo kích cũng sẽ được tăng thêm 50% nữa anh em ạ. Như vậy chỉ cần biết kiếp sơ thôi là anh em đã có hiệu quả hồi phục sinh lực rồi, giống như những môn phá như tiêu dao đồ đó anh em ơi. Đó, con này bây giờ anh em có thể sử dụng để chúng ta đi tầm ma. Hy vọng là sẽ có những trận tầm ma cho anh em xem về cái con này nha. Rồi, tiếp tục, mình sẽ qua cái biết kiếp cao thứ ba nó sẽ có tên gọi đó là bình địa lôi bình địa lôi đây anh em ạ à. thì cái đây là cái chiêu đặt bơm đó, anh em thì tác dụng của nó là sau khi anh em sử dụng cái bình địa lôi sẽ tăng tốc độ di chuyển tăng tốc độ đánh gây thêm hiệu ứng định thân khi trúng mục tiêu rồi giảm kháng tất cả cơ bản và đủ bù đắp sát thương cuối mục tiêu nè nói chung là cái chiêu này nó làm vừa tăng bản thân nè vừa làm suy yếu kẻ địch ui tá lã âm bình hết trơn à cụ thể nè là sẽ tăng 70 điểm tốc độ đánh, rồi 120 điểm tốc độ di chuyển, nhanh nó nha, duy trì trong 6 giây nha anh em. Rồi có 70% tỷ lệ định thân, à, 1.46 giây, đó giúp định thân nữa nè rồi, nó sẽ tăng thêm đó là giảm không phải tăng anh em, giảm 106% cái kháng tất cả cơ bản và 6% cái sát thương cuối trong 6 giây. Wow, gì đó ra bình địa lôi này anh em lên bí kiếp cao nó được hỗ trợ quá trời. Ngoài việc hỗ trợ từ những cái chiêu búp hỗ trợ bị động còn hỗ trợ cả bí kiếp nữa anh em ơi. Mình nghĩ là chiêu này khá lợi hại. Rồi tiếp tục đó là bí kiếp cao của cái chiêu cuối cùng. À, đó là cái chiêu phá tức uyên ương là cái chiêu 3x. Nó sẽ nằm ở đây. Chiêu này nó sẽ có tác dụng là tăng cái sát thương bạo kích rồi giảm tấn công cơ bản của mục tiêu. Thời gian nổ càng chậm thì sát thương sẽ càng cao nha anh em ơi. Cụ thể là sẽ tăng 50% cái sát thương bạo kích, giảm 75% tấn công cơ bản của mục tiêu và tăng 5% sát thương cuối. Nó sẽ tăng thêm 50% cái tấn công cơ bản và duy trì 4 giây. Wow. Như vậy cái chiêu này tăng chúng ta khá nhiều, vừa tăng sát thương bạo kích, vừa tăng tấn công cơ bản, rồi lại giảm kháng tất cả của mục tiêu và lại tăng cái sát thương cuối của mình lên nữa. Ủa con này bá quá anh em ơi. Ức ừ, kỳ bá như vậy mình cũng vừa giới thiệu cho anh em xong về bốn cái quyển bí kíp thì mình thấy à, đầu tiên là cái bí kíp của cái chiêu à, chiêu này đây anh em ạ à, chiêu số 1. thì anh em sử dụng được trong tâm ma nè lên bí kíp sơ là anh em hồi máu bao la luôn rồi bây giờ mình sẽ qua tuyệt học nha để xem tuyệt học của các anh bạn này chúng ta sẽ hỗ trợ cái gì đây à, cái tuyệt học đầu tiên sẽ có tên gọi là dịch lãnh yên hoa dịch lãnh yên hoa là cái chiêu mà anh em sẽ đâu rồi mình sẽ cho anh em cái xem cái chiêu dịch lãnh yên hoa là cái chiêu này nè anh em ạ à. đó cái chiêu bắn ra sáu phát pháo đây thì tiết học của cái chiêu này nó sẽ có tác dụng gì mình cùng xem nha kéo kẻ địch lại gần à không nhầm anh em ạ à. nhầm nhầm khi có kẻ địch trên 50% sinh lực trong tầm nhìn thời gian chờ của kỹ năng sẽ được rút ngắn cụ thể là cứ sau 2 giây thời gian chờ của dịch lãnh yên hoa sẽ giảm 2 giây. Wow, ngon đó. Có nghĩa là ở trong phạm vi tầm nhìn của chúng ta mà có cái địch trên 50% sinh lực thì cái chiêu này nó sẽ được cứ mỗi 2 giây sẽ được giảm chờ 2 giây, giống như là cái chiêu gì anh em, à, cái chiêu hóa huyết kiếp quang của bá Đao á anh em lúc mà anh em búp to lên cũng vậy đó. Rồi, cực kỳ ngon. Tiếp theo là cái tuyệt học của chiêu bình địa lôi bình địa lôi là cái chiêu đặt bơm mình khỏi biểu diễn lại nha à, nó sẽ kéo cái địch lại gần và gây sát thương rồi gây thêm cái hiệu ứng hỗn loạn nữa anh em ạ cụ thể là nó sẽ có một trăm phần tỷ lệ kéo cái địch lại gần rồi nó sẽ gây được bốn trăm phần trăm cái sát thương à không tấn công cơ bản cộng bảy trăm bảy mươi chín điểm sát thương hệ thổ và nó sẽ có 80% gây hiệu ứng hỗn loạn trong 1.46 giây. Qua wow, tính ra cái chiêu đặt bơm này nó được hỗ trợ quá trời luôn Bí kiếp hỗ trợ cũng nhiều nè Rồi kỹ năng cũng hỗ trợ rất nhiều cho cái chiêu đặt bơm này Rõ ràng là chiêu đặt bơm là cái chiêu gọi là cực kỳ quan trọng Cực kỳ mạnh của môn phái trùng tiêu này anh em ơi Đó, cho đó anh em hãy cố gắng sử dụng cái chiêu đặt bơm này hợp lý nha Chiêu này mạnh đó Và con này nó có khả năng bắn tầm xa giống như là AD khó chịu đấy anh em ơi môn phải này mình nghĩ ra sẽ cực kỳ hot cho anh em xem về chỉ số sức mạnh luôn thì đối với phái trùng tiêu chúng ta sẽ có bốn điểm sinh lực nó sẽ tập trung về sinh lực nè hai điểm sức mạnh hai điểm nhanh nhẹn và hai điểm linh hoạt nha anh em như vậy con này chơi sức mạnh mà mình chả thấy nó có những cái chơi sinh lực mà không thấy kỹ năng nào nó nó hỗ trợ từ sinh lực cả nói chung cũng khó hiểu quá ha thôi nói chung đây cũng là môn phái tay dài và rất đáng để cho anh em trải nghiệm trong cái phiên bản tiếp theo khá hay bộ kỹ năng khá hay anh em ạ Rồi như vậy mình vừa giới thiệu cho anh em xong về bộ kỹ năng của cái môn phái trùng tiêu này Hy vọng là uh, anh em sẽ hiểu thêm về bộ kỹ năng của môn phái này Cũng như là cái bản việt hóa của mình nếu có sai sót nào thì anh em thông cảm bỏ qua giúp mình nha Và nếu cảm thấy video này hữu ích hoặc là có giá trị tham khảo thì anh em hãy cho mình xin một like và những anh em nào chưa đăng ký kênh hãy cho mình một nút đăng ký nha anh em ơi Để mình sẽ có thêm những cái động lực à, Tiếp tục làm những cái video tiếp theo về võ lâm triệu kiểu bay cho anh em xem nha Rồi mình xin chào và các bạn ở những video tiếp theo